Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Xe Đẹp Độc Lạ nha. Chiều hôm nay mình sẽ quay lại cho anh em xem một con xe ba bánh độc nữa cho anh em xem. Con này là nguyên zin, nguyên bản luôn, màu xanh, xanh da trời anh em. Con xe nhìn nó lạ, nó độc sao mà con này thích hợp cho mấy chị chạy dạo vòng vòng, mấy các cô chú lớn tuổi hoặc là gì đó chạy là rất là ok. Ok, vào thẳng vấn đề, mình sẽ quay sơ qua cho anh em xem luôn nha. Rồi đây, đó đây anh em. Đó, cơ bản về ngoài nó giống như chiếc xe đồ chơi vậy đó, nhưng mà nó vẫn là dòng hai thì máy xăng, xe của Honda. Honda này, Honda Joy hay gì nè. Dòng này dòng mini. Đợt trước mình có quay cho anh em xem á, là dòng nó là dòng bự hơn, dòng Giro Up. Dòng đó thì ai chạy cũng được hết. Còn dòng này thì nó nhỏ nhắn, nó xinh xắn, nó gọn hơn nhiều. Đó, nó vẫn là zin. Cái này là để khóa xe lại nè, khóa lại cho nó khỏi nó tới lui. Con này chạy 303 cây số à, thấy không? Dàn đèn nữa, đèn nhìn dễ thương không? Có rổ rồi luôn nha, rổ rồi, mâm hơi xấu, mâm thường phuộc thì này giống như xe đồ dạng từ như xe đời hồi sản xuất lâu lắm rồi nên dàn phuộc nó cũng hơi yếu. Ở Nhật Bản chùm về thiết kế những cái xe như thế này nè, thấy không? Đây máy thắng đồ này kia ngon lành hết. Thấy không, cục máy đồ này kia. Đó, bồ nhìn thấy tít. Xe nhìn nó tiếu tiếu nè, mà chạy đã lắm, mạnh bốc. Cái gì phát xe đó, mình xăng dầu, ôi dầu nè, xăng nè. Nói chung là xe này sản xuất lâu lắm rồi. Xe rất là chất, đề càn đèn này kia rất là ok. Rồi ok, mình cũng đã quay sơ qua cho anh em xem con xe nội địa Nhật, sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật, và mình nhập nó về anh em, để lại cho anh em đam mê những con xe độc đáo VIP. Anh em cứ cần gì cứ liên hệ mình, số điện thoại trên màn hình nha anh em. Hẹn gặp anh em ở những clip sau với những con xe đẹp khác, mình sẽ quay lại cho anh em xem nha. Ok, chào mấy anh em.